Sáng nay, đoàn thiện nguyện của nghệ sĩ Quyền Linh đã đến thăm và tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà. Tại huyện Cam Lộ, đoàn đã đến thăm gia đình khó khăn thuộc xã Thanh An và trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất sau trận lũ lịch sử. Đến viếng và động viên gia đình liệt sĩ Lê Tuấn Anh hy sinh trong trận sạt lở núi tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, đồng thời trao số tiền 50 triệu đồng để giúp gia đình thực hiện di nguyện sửa lại nhà của liệt sĩ tại thành phố Đông Hà, đoàn đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Linh ở khu phố 6 phường Đông Giang và hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng nhằm sửa lại nhà, mua sắm lại đồ dùng học tập cho các con. À, thưa quý vị và các bạn, như vậy là một hành trình dài của nghệ sĩ quyền linh đã đến với Quảng Trì để đến với từng hồ dân và chia sẻ với bà con trong cái thời điểm khó khăn này. À, ngay sau đây thì chúng ta có cuộc trao đổi với nghệ sĩ quyền linh để hiểu về cảm xúc của anh trong lần đến Quảng Trì này ạ. À, thưa anh ạ, đây là lần thứ bao nhiêu anh đến Quảng Trì và cái cảm xúc trong lần đến này thì có gì khác biệt ạ? Anh đến Quảng Trì rất là nhiều lần rồi, làm các chương trình ở... À, xung quanh quản trị này nhiều lắm nhưng mà đây là lần để lại rất nhiều cái cảm xúc bởi vì đây là một trong những cái lần mà quản trị gặp quá nhiều cái khó khăn lũ trồng lũ bão trồng bão và khó khăn bà con thì chắc chắn rằng à, nó lớn lắm không thể nào mà nói hết bằng tiền bạc được vấn đề còn lại là bây giờ tất cả các đoàn thiện nguyện đến đây bằng cái tình của họ một chút mỗi người một chút một chút thì Linh cũng đại diện cho nhiều mạnh thường quân và trong đó có những anh em bạn bè của Quyền Linh à, cùng với các nghệ sĩ cũng đến đây nhằm góp sức một phần nhỏ bé nào đó để có thể xây dựng lại những cái mất mát của bà con vùng lũ ở vùng bão um, hy vọng rằng sẽ có nhiều cánh tay nối dài hơn nữa À, tiếp tục à, cùng với chúng tôi và cùng với các anh em của Đài à, Phát thanh Truyền hình Quảng Trị à, để xây những cái ngôi nhà mới để cho nó à, vào cái mùa mưa này cho mọi người ấm áp hơn. À, vâng, à, điện với các khu gia đình và đã có cái sự chia sẻ rất là lớn đối với ba con vùng lũ. À, Vậy thì à, quá đó thì anh cảm nhận như thế nào về cuộc sống của người dân Quảng Trị trong thời điểm này à, và cái cái sự hỗ trợ của anh đối với ba con Quảng Trị là như thế nào trong thời gian tới ạ? Khó quá, thật sự là bà con trong... À, cái uh, thời gian này quá là khó bởi vì uh, lũ trôi qua đến bão bão đến lũ cứ như thế quản trị cái vùng đất đầy nắng đầy gió thế này nó đã khó rồi uh, linh đã làm rất nhiều chương trình ở đây nhưng mà đây là lần thật sự mình cảm nhận là quá là khó và hy vọng rằng nhiều cánh tay hơn nữa để giúp cho bà con vượt khó và bây giờ thì quỳnh linh cũng không dám hứa điều gì hết và với cái sức nhỏ bé của mình đó, thì làm được gì làm thôi linh sẽ cố gắng hết sức mình uh, miễn làm sao mà Ờ, giúp người nghèo vượt qua cái khó ngay lúc này cái đã ừ, giúp người nghèo có thêm một cái nơi ấm áp để mình sinh sống cái đăng ờ, chứ nếu mà mình hứa thì mình không dám hứa gì đâu ờ, bởi vì linh mọi người cũng biết rồi linh đi khắp các vùng luôn chứ không phải riêng vùng quảng trị này thôi bây giờ mình với những cái vùng khó thế này tức là quảng trị nè quảng nam nè quảng ngãi nè huế nè những cái vùng mà có thể bị thiên tai bão lục mà à, gọi là trồng chất thế này thì mình phải tập trung vào mình làm càng nhiều càng tốt, đơn giản như thế, nên sẽ cố gắng hết sức mình. Dạ, yeah, vâng ạ, xin được cảm ơn tấm lòng của nghệ sĩ Quyền Linh cùng với ekip của mình đã đến với Quảng Trị và chia sẻ với bà con vùng lũ lúc này ạ. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì đã có rất nhiều đoàn cụ trợ cũng như là các mình thường quân tìm đến với bà con vùng lũ Quảng Trị và hy vọng là cái sự quan tâm chia sẻ đó của các nhà hảo tâm thì đã làm một cái chỗ dừa tinh thần cũng như là động lực quan trọng để người dân vươn lên trong cuộc sống còn nhiều khó khăn này.